Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện gửi các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội về việc tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Nội dung công điện nêu rõ, với những hậu quả to lớn hiện tại và nguy cơ lây sang các địa phương chưa có dịch, các cấp ủy và chính quyền địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư và các chỉ đạo của Chính phủ để quyết liệt ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan và bùng phát. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành trung ương, đặc biệt là cấp ủy đảng và chính quyền các cấp ở địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, điều hành chống dịch, kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp, tuyên truyền hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt heo.